10 loài cây có hình hài kỳ dị nhất thế giới, đừng nghĩ bậy. Thế giới thiên nhiên xung quanh chúng ta quả luôn ngập tràn những điều thú vị. Đó là một sự thật vốn chẳng có gì phải nghi ngờ. Từ những chiếc lá, ngọn núi, dòng sông, con vật v.v. Mỗi chủ thể tự nhiên đều được tạo hóa ban cho một hình thù riêng, chẳng cá thể nào giống cá thể nào, cũng chẳng bao giờ có chuyện trùng lặp. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng tôi bí ẩn khám phá 10 loài cây có hình hài kỳ dị nhất thế giới, vẫn được người dân xưng tụng là những kiệt tác của mẹ thiên nhiên. Một, huyết rồng Dracaena tinabari. Loài cây đầu tiên trong danh sách ngày hôm nay của chúng ta là loài cây mang tính biểu tượng của đảo Socotra, Yemen, cây huyết rồng Dracaena tinabari. Loài cây này khá quý hiếm, có hình dáng kỳ dị, mọc trên những ngọn núi cao và có thể sống tới 500 năm. Chưa hết đâu nhé, điều đặc biệt là nhựa của nó màu đỏ, được dùng để trang trí, làm thuốc nhuộm hoặc dùng trong y học. Đó cũng là lý do vì sao nó được gọi tên là cây huyết rồng. Cây gỗ đỏ. Loài cây đứng thứ hai chính là hình ảnh cây gỗ đỏ Redwood khổng lồ ở rừng quốc gia Seward, California. Các bạn có biết không, theo thông tin được cập nhật gần đây nhất cho biết, cây có thể đạt chiều cao lên đến hơn 110m, đường kính thân cây khoảng 9m, tuổi thọ khoảng từ 2.000 đến 3.500 năm, vỏ dày đến hơn nửa mét. Chính nhờ lớp vỏ dày này mà phần thân cây phía trong được bảo vệ tuyệt đối khỏi lửa hay sâu bọ. Thực sự, đây chính là một kiệt tác của thiên nhiên đúng không cả nhà? Ba, rừng cây cong. Hình ảnh thú vị tiếp theo mà các bạn đang chứng kiến là hình ảnh rừng cây cong tại Ba Lan. Điều kỳ lạ ở đây, đó chính là cho tới ngày nay, rừng cây này vẫn đang là một câu hỏi chưa có lời đáp đến từ tự nhiên. Được biết, hơn 400 gốc cây ở đây được trồng từ những năm 1930, khi chiến tranh thế giới thứ hai vẫn còn đang bao phủ đất nước này. Từ đó đến nay, không ai trồng mới, chăm sóc, nhưng những gốc cây này vẫn tiếp tục mọc và vẫn cong như thế. Bốn, cây Araucaria angustifolia. Tôi bí ẩn xin đính chính với các bạn rằng, những gì các bạn đang trông thấy là ảnh chụp đó, không phải tranh vẽ hay photoshop gì đâu. Đây chính là hình ảnh của cây Araucaria angustifolia, hay còn gọi là cây đèn nến. Thực sự là mắt chữ A và mồm chữ O với vẻ đẹp kỳ diệu của nó đúng không nào? Điều đáng buồn là cây đang nằm trong danh sách bảo tồn đặc biệt do có nguy cơ tuyệt chủng. Cây được khai thác nhiều vào ngành công nghiệp chế biến gỗ và lấy hạt giống. Loài cây này bắt nguồn từ những cánh rừng rậm Brazil và hiện được trồng nhiều ở Nam Phi. Đã có từng ai có cơ hội thấy trực tiếp cây này chưa? Năm, cây baobab grandidia. Loài cây tiếp theo sẽ làm bạn trầm trồ về hình dáng kỳ lạ và mức độ hùng vĩ của nó cho mà xem. Đây chính là cây baobab grandidia, có nguồn gốc từ Madagascar. Mỗi cây có chiều cao khoảng từ 5 đến 25m và có thể sống đến 2.000 năm. Một số khác có thể sống đến 4.000 năm. Giờ thì mọi người đã hiểu tại sao thân hình của loài cây này lại to lớn như vậy rồi. Và cũng giống như cây đèn nến đã nói lúc trên, cây baobab cũng là một trong những loài cây đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Sáu, cây Toborochi. Tiếp theo là hình ảnh của cây Toborochi. Bởi lẽ, cây có phần thân phình to ra như một lọ hoa khổng lồ, còn phần lá ở phía trên thì đích thị
và phần hoa được cắm vào lọ hoa rồi. Có lẽ loài cây này là một trong những lọ hoa yêu thích mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta đó. Bảy, cây thông Bristlecone. Loài cây sau đây mà Toby ẩn vô cùng thích thú, loài thông Bristlecone vẫn hay được tìm thấy tại những vùng núi khô cằn phía tây nước Mỹ. Đặc biệt, chúng được gọi với cái tên hết sức kỳ bí, gọi là mộc tinh bởi khả năng sống lâu, có thể so sánh với tuổi thọ của loài cây này đích thực là thọ ngang trời đất. Mặc dù môi trường ở nơi này vô cùng khắc nghiệt, nhưng chúng vẫn sinh sống một cách bình thường, như mọi loài thực vật khác, thật đáng nể phục đúng không? Tám, cây sequoia. Bạn có thấy chấm nhỏ màu cam lẫn giữa đám cây kia không? Đó chính là một người đang đứng trên cây đấy. Nào bây giờ hãy cùng xem toàn cảnh để biết được chiều cao ngất ngưỡng của loài cây này. Đây chính là loài cây sequoia, vị sứ giả tiêu biểu của loài cây họ thông, nổi tiếng với tuổi thọ hàng nghìn năm tuổi. Chúng là loài cây cao nhất nhì trong giới thực vật. Trong hình là cây lớn thứ ba trên thế giới tại công viên bảo tồn quốc gia California. Con người thật quá nhỏ bé khi đứng cạnh loài cây này có phải không nào? Chín, cây bạch đàn cầu vồng. Loài cây bạn đang thấy với vỏ cây nhiều màu sắc không phải do người vẽ lên đâu, nó là do tự nhiên đấy. Cây trong quá trình là loài cây bạch đàn cầu vồng trên đảo Kauai, Hawaii. Điều đặc biệt của loài cây này là cứ sau mỗi lần thay vỏ lại xuất hiện lớp vỏ với màu xanh nhạt. Trong khi đó, lớp vỏ bên trong dần sẫm màu hơn để rồi chuyển thành màu xanh da trời, cam và nâu, tạo ra một thân cây có màu sắc vô cùng kỳ lạ như được ai đó sơn lên vậy. Mười, cây rung động. Loài cây có hình thù xoăn xuôi và những tán lá trông như vẽ tranh này có tên là cây rung động Namibia. Nhìn vẻ ngoài có vẻ to cao và vĩ đại, nhưng thực chất loài cây này lại rỗng toàn bộ bên trong thân thể và dễ bị phá hủy. Tuy vậy, vẫn không ai có thể phủ nhận hình thù của loài cây này rất độc đáo và thú vị đúng không nào? Thế giới tự nhiên thật muôn màu muôn vẻ có phải không? Và để mãi mãi tiếp tục được nhìn thấy những vẻ đẹp hùng vĩ như thế này, cả nhà đừng quên những hành động bảo vệ môi trường sống, bảo vệ thiên nhiên bằng những hành động nhỏ nhất của mình nhé. Còn bây giờ thì Toby ẩn xin chào và hẹn gặp lại các bạn. We'll be right back.